cũng nuôi cũng ngày rồi thì mình sẽ tiến hành thu. Thì đây là cách thu của mình, thì mình dồn hết vào đây. Ở đây mình có cái thùng phi mình cắt làm đôi nè, cái khay này vào nó, thì các bạn thấy nó vung đầy lên 2-3 khay tùy các bạn đó, thì nó vung lên thì mình sẽ tiến hành mình hốt bỏ cái lớp mặt này đi đó, mình để cái lớp mặt vô trong cái thùng nè, rồi tí nữa mình lọc lại đó. Giờ tiến hành là mình cứ lấy hết lớp mặt này các bạn, thì tí nữa sau nó sẽ tự động nó sẽ dồn lại thôi. Rồi giờ mình tiến hành. Rồi các bạn cứ lấy cái lớp trên mặt này nha, mình cứ cào ra mình hốt thôi, nó tới đâu thì mình hốt tới đó. Đó các bạn cứ thấy, mình cứ làm gì thôi các bạn. Rồi cái lớp phân đi tiếp tục mình sẽ làm sau. Đó mình cứ hết trên mặt. Lớp mặt nó nhiều rồi thì các bạn tiến hành lấy một cái rổ to, nó kê trên một cái thau vậy đó, rồi các bạn sẽ đổ cái phần mà có nhiều sâu đây mà mình khó lọc đây đó, thì mình để lên trên cái rổ này, thì các bạn thấy cái hiện tượng là sâu nó sẽ bò ra ngoài khỏi rổ đó, như vậy thì mình sẽ thu được thôi, mình thu được thôi. Nhưng mà chủ yếu của mình là đây, mình gom cái phần này đây các bạn, đây toàn sâu là sâu thôi. Đây là cách để mình lấy cho nhanh, tại vì cái hiện tượng mà nóng thì nó sẽ tập trung với nhau. Nó tập trung với nhau thì khi đó mình sẽ lấy được một khối lượng lớn mà không cần sàng lọc gì các bạn. Đó, cái thói quen của nó thì mình sẽ bắt được nó. Rồi giờ mình tiếp tục mình làm nha. À, rất là sạch, rất là sạch sẽ. Rồi bây giờ mình sẽ vô bao nha. Đây các bạn mua loại bọc nè, bọc khoảng nửa ký, rồi vô thùng. Rồi các bạn vô bọc thôi, lấy cái chai mình cắt ra rồi mình xúc cho thôi. Rồi các bạn lấy sợi dây thun buộc lại thôi. Rồi đây các bạn, đây cái sản phẩm đây. Nhưng mà các bạn để ý là cái này là các bạn đem đi bỏ tủ đông liền nha. Bỏ liền tủ đông, tại vì nó đang còn sống nè, nếu các bạn để lâu nó sẽ chết, nó hư là hư cái sản phẩm của mình mất. Đó, các bạn để luôn tủ đông nha. Đây các bạn bỏ vô tủ đông đây. Đó. Các bạn để ý. Khi mình bỏ vô luôn nhanh luôn á thì đường đen sẽ rất là tốt nha. Mình sẽ bảo quản và mình sẽ cho nó ăn. Chúc các bạn thành công.